Rồi, chào các em. Chúng ta lại tiếp tục giải vòng thi số 12 lớp 8. Bài thi số 1. Vàng ở đây chúng ta dùng định lý Thales ba phẩy hai mươi lăm hình vuông có đường chéo bằng 4 thì cạnh sẽ là 4 chia căn 2. Rồi lấy kết quả đó bình phương lên là sẽ ra diện tích hình vuông. Như vậy các em sẽ có diện tích là bằng 8. Các em cứ nhớ là đường chéo thì bằng cạnh nhân căn 2 và ngược lại cạnh thì bằng đường chéo chia căn 2, đó là đối với hình vuông. Bài này các em nhẩm nhanh luôn là ra 3 nhân 4 này là bằng 12 này. Là x sẽ bằng 3 đúng không? Vậy ta chọn một trong hai đáp án này thôi. Giờ ta thử trừ 4 có được không? Trừ 4 nhân cho trừ 3 cũng bằng 12. Vậy đáp án này kìa. Rồi phương trình này có các nghiệm là gì? Ta quy đồng khử mẫu để giải 3 trừ 2x cộng 2 nhân x trừ 1 là sẽ bằng x. Như vậy là 3 trừ cho 2 là bằng x. Vậy ta có x bằng 1. X bằng 1 mà lại vi phạm điều kiện xác định đó. Vậy phương trình này vô nghiệm kìa. Rồi để đa thức mẹ chia cho đa thức con thì ta dùng hệ quả định lý Bayou ha. Kem ráp vô đây. Nghiệm của đa thức này là trừ 1, ráp vô đây. Như vậy là chúng ta sẽ có là trừ 1, trừ 3 là trừ 4. Trừ 4, trừ A bằng 0. Vậy A sẽ bằng trừ 4. Đây, ta chọn đáp án A bằng trừ 4. Rồi. Bài này ta dùng tính chất đường phân giác. AB bằng 3, AC bằng 7, BC bằng 5, đường phân giác AD. Thì chúng ta sẽ có công thức là gì? Đường phân giác AD là tính đoạn BD. BD trên CD sẽ bằng 3/7. BD trên CD sẽ bằng 3/7. Như vậy BD trên CD cộng thêm BD sẽ bằng 3 trên 7 cộng thêm 3. Giữ hai cái tử lấy mẫu cộng hai cái tử. Đó là tính chất phân giác mà đối với học sinh giỏi là phải nắm. BD trên CD cộng BD thì bằng 5 à, bằng 3/10. Như vậy BD là bằng 1,5 nha. Tức là 3/2 cm. Rồi tập nghiệm của phương trình này thì các em dễ thấy là x bình trừ 16 bằng 9. Vậy x bình sẽ bằng 25. Vậy x sẽ bằng cộng trừ 5. Rồi, phương trình này x bình trừ cho các em khai triển cái hai cái đa thức này ra, nó sẽ ra là x bình cộng 4x cộng 3. Rồi phá ngoặc ra thì vế trái ta thu được là gì? Là trừ 4x trừ 3 bằng 9. Như vậy là trừ 4x sẽ bằng 12 thì x sẽ bằng trừ 3.
Tôi nhân lại nha. Khai triển ra là x bình cộng 4x cộng 3. Rồi x bình trừ cho cái đó sẽ thành là trừ 4x trừ 3. Bên phải là bằng 9. Như vậy là trừ 4x sẽ bằng 12. Thì x của sẽ bằng trừ 3. Còn sao không có đáp án x bằng trừ 3 nhỉ? Như vậy đáp án này. Rồi. Nhưng mà lại có số 2 ở đây. 2 cộng 3 là 5. 2 cộng 1 là 3. 5 nhân 3. Cái bài này đề sai rồi các em. Bài này đề sai rồi. Thì ta thử 4 thử nha. 4 bình là 16, 4 3 12. 12 mà nhân cho 5. Như vậy là không thể là 4. Hai đáp án này bỏ. Hai đáp án này đều có trừ 3 là đúng rồi. Còn 2 ta lấy ta thử vào. 2 mũ 2 là 4. Rồi. 2 cộng 3 là 5. 2 cộng 1 là 3. 5 3 15. 4 trừ 15. Không thể là bằng 9 được. Đáp án này coi. Trừ 2. Trừ 2 cộng 3 là bằng 1. Trừ 2 cộng 1 là bằng trừ 1. Vậy đáp án sai rồi kìa. 4 đáp án này không có đáp án đúng. Thôi tôi chọn đại đi, mất điểm cũng được. Cho tam giác ABC vuông kẻ A, AB bằng 3, AC bằng 4. Kẻ phân giác AD, H là hình chiếu của D lên AB. Tính DH. Như vậy là đầu tiên các em dùng Pythagore, các em tính được BC là bằng 5 nữa nè. Sau đó các em dùng tính chất phân giác là BD trên CD. Xin lỗi, BD trên BC luôn đi. Giống bài nãy. BD trên BC sẽ bằng 3 trên 3 cộng 4, tức là 3 trên 7. Như vậy từ đây các em suy ra là BD sẽ bằng 5 nhân 3 chia 7 là bằng 15 phần 7. Rồi giờ ta dùng hệ quả định lý ta làm DH trên 4 sẽ bằng BD là 15 phần 7 tất cả phần BC, tức là phần 5. Rồi giờ ta bấm máy, DH cuối cùng sẽ bằng 4 nhân 15 phần 7 và được bao nhiêu ta lại chia cho 5. Đáp án là 12 phần 7. Tiếp tục. Cho tam giác ABC một đường thẳng song song với BC cắt ABAC ở D và E. Chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau. Vậy AD trên AB sẽ bằng gì? Rồi các em vẽ hình suy nghĩ.
Các em kẻ đường cao từ A, cắt DE ở H, cắt BC ở K. Như vậy là SADE là bằng 1 phần 2 SABC. Chúng ta suy ra từ cái giả thiết là hình thang với lại tam giác ADE có diện tích bằng nhau ha. Như vậy SADE là sẽ bằng 1 phần 2 AH nhân DE. Còn SABC là 1 phần 2 AK nhân BC. Và nhân với 1 phần 2 nữa là thành 1 phần 4 AK nhân BC. Tóm lại là ta có AH nhân DE sẽ bằng 1 phần 2 AK nhân BC. Tới đây chúng ta sẽ có là AH trên AK nhân cho DE trên BC là sẽ bằng 1 phần 2. Giờ các em lại để ý tiếp nha. AH trên AK thì lại bằng AD trên AB theo định lý Thales, rồi lại bằng DE trên BC theo hệ quả định lý Thales. Như vậy là ta có AH trên AK tất cả bình phương là bằng 1 phần 2. Như vậy là AH trên AK là bằng 1 phần căn 2, tức là AD trên AB sẽ bằng 1 phần căn 2 đó các em. Ta chọn đáp án 1 phần căn 2. Bài thi số 2. Thỏ vượt mê cung. Tập nghiệm của phương trình này. Ta dùng phương trình tích x mũ 3 trừ 8 trừ cho x trừ 2 x bình cộng 8 0. Như vậy là x trừ 2 nhân cho x bình cộng 4 x cộng 4 trừ x bình trừ 8 bằng 0. Vậy ta sẽ có x trừ 2 là một bài toán con, với lại 4 x trừ 4 là bài toán con, hai cái đó bằng 0. X trừ 2 bằng 0 hoặc là 4 trừ 4 bằng 0. Vậy x sẽ bằng 2 hoặc là x sẽ bằng 1. Ở đây người ta cho có một đáp án nè. Mình xin thử lại nha. X bằng 2. Thế đây 2 trừ 2 là bằng 0 nè. 2 mũ 3 bằng 8 nè. Vậy x bằng 2 là được rồi đó. Giờ thử x bằng 1 thử coi. 1 mũ 3 là 1, trừ do 1 trừ 2 là âm 1, 1 bình cộng 8 là bằng 9. Như vậy đáp án này ta loại trừ 1 nhân 9 là bằng trừ 9, 1 cộng 9 là bằng 10. Vậy x bằng 2 nữa đúng. Vậy là ta có x bình trừ 9 bằng 16, x bình bằng 25, x bằng âm 5 và x bằng 5. Rồi, ta giải bài toán này. Giờ thầy đặt ẩn phụ là x bình cộng x
cộng 0,5 này. Như vậy là cái này sẽ thành x bình cộng x cộng 0,5 lại trừ 0,5. Còn cái bên này là x bình cộng x cộng 0,5 cộng 0,5. Như vậy chúng ta sẽ có một cái phương trình là gì? X bình cộng x cộng 0,5 trừ 0,5. Sẽ có cái này là bằng cộng trừ bằng cộng trừ 2,5. Rồi ta giải hai toán con ở ngoài máy tính. Bài toán con thứ nhất là x bình cộng x cộng 0,5 bằng 2,5 thì nó sẽ ra x bằng 1 và x bằng trừ 2. Còn bài toán còn lại thì vô nghiệm nha. Rồi như vậy kết quả là x sẽ bằng 1 và x sẽ bằng âm 2. Ta bình lên cộng lại là bằng 5. Ta lấy máy tính bấm cho lẹ đi. Đáp án ra âm 2015. Đáp án đẹp. Rồi nghiệm của phương trình này là phức tạp nha. Giờ kem lấy nháp ra. Cái quy đồng thôi, quy đồng khử mẫu giải thôi.
Rồi, như vậy bài toán này cũng đơn giản thôi nha. Các em quy đồng rồi trừ tử giữ mẫu ở vế trái. Sau đó nhân chéo tử mẫu hai bên thì chúng ta sẽ có cái phương trình là x mũ 3 cộng 1 trừ cho x mũ 3 trừ 1. Nhân cho nhân chéo luôn, nhân cho cái mẫu này, nhân cho x mũ 4 cộng x mũ phương các em để ý hai hai cái mẫu này nhân lại chính là ra cái mẫu này, đó là ta quy đồng cứ mẫu luôn rồi nha, hai này nhân nhau chính là ra cái này luôn, hai cái mẫu này nhân nhau nó sẽ ra là x bình cộng 1. Trừ cho x bình. Đó, rồi khai triển hàm công thức này ra là x mũ 4 cộng 2x bình cộng 1 rồi trừ gió này. Vậy nó sẽ chính là bằng bằng cái mẫu này luôn nè, đúng không? Nó sẽ bằng cái này luôn. Vậy ta quy đồng khử mẫu nha. Khỏi nhân chéo nữa. Là bằng 3x. Đó. Em hiểu, ngẫm nghĩ sẽ hiểu thôi. Cuối cùng là ta có là 2 bằng 3x. Vậy là x sẽ bằng 2 phần 3. Đó. Khó. Bài thi số 3. Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo là 22 và 12. Vậy bẻ đôi hai đường chéo ra là ra 11 nhân 6 chia đôi là ra diện tích tam giác 33 là nhân 4 lên 132. Phương trình này với m thì phương trình đã cho luôn có nghiệm. Phương trình luôn có nghiệm khi nào? Rồi, giờ các em nhân ra. Nhân cái này ra là 2x bình. Trừ m bình hàm công thức nè, trừ cho 2m cộng 1 như vậy. Muốn phương trình này có nghiệm á thì cái vế phải này nè nó phải lớn hoặc bằng 0. Bởi vì x bình là không âm mà nhân với 2 nó là không âm, đúng không? Rồi. Thì cái vế phải này phải không âm. Lớn rồi, không. Như vậy ta phân tích thành nhân tử này.
cộng 1. M cộng 1 rút là nhân tử chung, trong còn 1 trừ m trừ 2 lớn hơn bằng 0. Mà như vậy là 1 trừ m trừ 2 là trừ m trừ 1. Thì cuối cùng ta có là trừ của m cộng 1 tất cả bên là đòi phải lớn hơn bằng 0. Vậy suy ra là cái gì? Suy ra cái này nó sẽ là m cộng 1 bé hơn bằng 0. Vậy m trừ 1, m cộng 1 bình không thể nào bé hơn 0 được mà chỉ có thể bằng 0. Vậy m sẽ bằng trừ 1. M bằng trừ 1 thôi. M cộng 1 bình bằng 0. Rồi câu số 3. Chu vi bằng 74, diện tích bằng 330. Như vậy là tổng hai kích thước là bằng 37, còn tích hai kích thước là bằng 330. Rồi các em dùng phương pháp thế, y bằng 37 trừ x, các em đem thế xuống cái công thức x y bằng 330, các em sẽ có một bài toán tìm x, giải bài toán tìm x đó. Như vậy là một kích thước là bằng 22 và một kích thước là bằng 15. 22 cộng 15 là 37, 22 nhân 15 là 303. Vậy chiều dài là kích thước lớn hơn là 22. Phương trình này có bao nhiêu nghiệm? Riêng cái phương trình con này là có hai nghiệm nè. Hai nghiệm nè. Như vậy là từ 1 cho tới 2015. Mình nhân đôi lên là bằng 4030. Mỗi bài toán con có hai đáp án là hai số đối nhau, vậy nhân đôi lên. Rồi bài này tìm x để đạt giá trị lớn nhất. Như vậy là các em sẽ lấy trừ 3x bình cộng 9x thêm một cái đuôi để ra mình thức ha. Giờ rút trừ 3 ra ngoài là trong còn x bình trừ 3x. Giờ x bình trừ 3x thêm cái gì để thành hàng lượng thức? Thì x bình trừ 2 nhân x nhân 3 phần 2. Rồi như vậy là x trừ 3 phần 2 tất cả bình nha. Cái này sẽ làm xuất hiện hàng lượng thức là x trừ 3 phần 2 tất cả bình. Thừa số cho trừ 3 rồi cộng thêm một số nào đó nữa ha. Vậy x sẽ bằng 3 phần 2 là đạt giá trị nhỏ nhất, tức là 1,5. Bài số 6. Một trừ 1 phần 2 bình nó sẽ bằng 3 trên 2 bình. Rồi 3 bình 2 bình trừ 1, xin lỗi, này sẽ bằng 2 bình trừ 1 trên 2 bình. Tiếp theo sẽ bằng 3 bình trừ 1 trên 3 bình. Như vậy các em sẽ có quy luật là cái này sẽ biến thành 1 nhân 2, xin lỗi, 1 nhân 3 trên 2 bình. Cái tiếp theo sẽ là 2 nhân 4 trên 3 bình. 2 nhân 4 trên 3 bình. Tiếp theo sẽ là 3 nhân 5 trên 4 bình. Cứ như thế cho tới cái cuối cùng là 12 nhân 14 trên 13 bình. Đây các em,
Em lấy nháp ha, lấy nháp ra. Vậy cái này sẽ thành 1 nhân 3 tất cả phần 2 bình, 2 nhân 4 tất cả phần 3 bình, 3 nhân 5 tất cả phần 4 bình, và cứ cuối cùng là 12 nhân 14 tất cả phần 13 bình. Vậy trên tử ta tách ra thành hai nhóm là 1 nhân 2 nhân 3 cho tới 12, và nhóm thứ hai là 3 nhân 4 nhân 5 cho tới 14. Ở mẫu ta tách thành hai nhóm là 2 nhân 3 nhân 4 cho tới 13. Rồi nhóm thứ hai cũng là 2 nhân 3 nhân 4 cho tới 13. Rút gọn. Thì cuối cùng nó sẽ còn lại là 1 phần 13 nhân cho 14 phần 2. Đáp án cuối cùng nó sẽ bằng là 7 phần 13. Cái này tính là 7 phần 13 nè. 7 phần 13 nhân cho 13 phần 7 là 1, cộng với cái này là 2016. Rồi trở lại phương trình này vô nghiệm. Phương trình này vô nghiệm khi m bình cộng 5m cộng 6 bằng 0 và m cộng 3 khác 0. Như vậy là gì? Ta giải cái bài toán m bình cộng 5m cộng 6 bằng 0. Ta sẽ ra là m bằng trừ 2 hoặc là trừ 3. Nhưng mà m cộng 3 phải khác 0, tức là m phải khác trừ 3. Như vậy là m sẽ bằng trừ 2. Bài này để các em lấy nháp. X mũ 3 cộng y mũ 3 là sẽ bằng x cộng y nhân bình phương thiếu. Như vậy là x mũ 3 cộng y mũ 3 sẽ bằng x cộng y nhân cho x cộng y tất cả bình trừ cho 3xy. Như vậy nó sẽ bằng x cộng y là bằng 3, còn x cộng y là bằng 3 bình, x cộng y bình là 3 bình, trừ 3 nhân xy, xy là trừ 1. Vậy là 3 bình là 9, 9 cộng 3 là 12, nhân 3 là sẽ bằng 36. Cái này sẽ bằng 36. Rồi 36 lại chia cho 9 là bằng 4, 4 cộng 1 là 5. Câu số 8 nha. 8 bình rồi. X mũ 3 cộng y mũ 3 sẽ bằng x cộng y nhân cho x cộng y bình trừ cho 3 x y. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Sáu, 36 chia cho 9 là 4 là 1 là 5. Rồi câu số 9. Câu số 9 là một bài toán về số dư. Các em có thể lên kênh của thầy để xem những cái video về số dư. Đây cái loại toán khó. Và đối với số dư thì thường thường các em nên xem xét quy luật của nó. Quy luật ha. Bây giờ các em lấy nè, 51 mũ 1 chia cho 90 thì chắc chắn là dư 51 rồi. 51 bình thì sao? 51 bình chia 91, xin lỗi, chia cho 90 sẽ dư 81. Rồi 51 mũ 3 chia 90 cũng dư 81. Mũ 4 cũng dư 81. Như vậy các em có thể tổng quát hóa lên là 51 mũ bao nhiêu đều chia cho 90 dư 81 hết. Tất nhiên là mũ là từ 2 trở lên.
cái mũ 1, mũ 0 không có đúng. Rồi, tương tự ta xét xem 39 mũ 2 chia cho 90 thì dư 81. Sửa mũ 2 là mũ 3 thì lại thành dư 9. 39 mũ 4 thì chia 90 là dư 81. Mũ 5 thì lại dư 9. Như vậy 39 mũ chẵn chia cho 90 á thì dư là 81. Còn mũ lẻ chia 90 sẽ dư 9. Ở đây 51 là lẻ. 51 là lẻ. Như vậy là dư 9. Vậy 51 mũ 39 chia 90 dư 81, còn 39 mũ 51 chia 90 thì lại dư 9. Vậy tổng của hai số hạng đầu tiên đó, 51 mũ 39 cộng 39 mũ 51 thì chia hết cho 90 ra. Bởi vì hai số dư cộng lại là bằng 90. Như vậy câu số 9 các em có thể thấy là đáp án sẽ là 12. Cái số 12 cuối cùng chính là số dư luôn khi chia cho 90 luôn đó. Vậy câu số 9 đáp án sẽ là 12. Rồi, như vậy các bạn học sinh nhưng mà thầy nhờ giải bài toán này cũng đang bí hoặc là đang tính, bây giờ thầy hướng dẫn luôn các em câu 10. Câu 10 là một câu rất nguy hiểm, rất dễ sai. Thông thường giờ các em sắp xếp câu 10 lại nha, x ra đầu rồi tới 2 căn x rồi tới 12. Thì cái này nó giống như là x bình cộng 2x cộng cho 12 á. Giống thôi chứ không phải đâu. Nếu là x bình cộng 2x cộng 12 thì giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là 11. Đạt được khi x cộng 1 tất cả bình bằng 0, tức là khi x bằng trừ 1. Còn x cộng 2 căn x cộng 12 thì ta cũng làm tương tự. X cộng 2 căn x cộng 12 các em sẽ biến đổi một tập, nó sẽ ra là căn x cộng 1 tất cả trong ngoặc bình phương cộng cho 11. Và rất nhiều học sinh cứ ngỡ như là giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 11. Nhưng mà các em để ý kỹ, sẽ không bao giờ bằng 11 được. Bởi vì nếu bằng 11 á thì cái căn x cộng 1 tất cả bình phải bằng 0. Nhưng mà căn x cộng 1 thì không thể nào bằng 0 được đâu. Bởi vì căn x là bét nhất là bằng 0, cộng thêm 1 thì làm sao bằng 0 được nữa. Như vậy các em phải để ý là căn x cộng 1 bét nhất là bằng 1. Bét nhất là bằng 1, bình phương lên vẫn là 1. Cộng 11 thì là 12. Như vậy giá trị nhỏ nhất của A sẽ là 12. Như vậy cả câu 9 và câu 10 đáp án đều là 12. Thì không biết các em học sinh này có giải ra được hay không. Giả sử các em sai một hai câu thì cũng chả sao, chả là vấn đề gì cả. Nó là chuyện bình thường thôi. Còn các em làm đúng, cứ đúng tuyệt đối thì mới gọi là quá giỏi ha. Quá phi thường ha. Em sai một hai câu cũng chả phải vấn đề gì lớn các em nhé, đừng có cố quá. Bạn đã ra câu 9 đúng rồi. Câu 9 là ra 12. Còn câu 10 đáp án đúng sẽ ra 12. Còn nếu lớp sẽ ra 11. Bạn ra 11, như vậy là sai rồi. Bạn ra 11 là chắc chắn sai rồi. Bạn còn cẩn thận dò lại nữa. Đúng sai câu cuối luôn các em. Như vậy là cũng quá xuất sắc rồi. Quá tuyệt vời.
Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo.